Hi, xin chào 500 anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alphard Computer. AMD Threadripper có lẽ không còn là một cái tên quá xa lạ đối với anh em nữa rồi. Một dòng vi xử lý cao cấp với mức giá vô cùng cạnh tranh đến từ AMD. Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một dòng bo máy chủ Asus ROG Zenith 2 Extreme hỗ trợ tốt nhất cho CPU Threadripper 3000 series. Với như anh em làm đồ họa thì RAM càng nhiều càng tốt đúng không? Và với mẫu bo máy chủ này, anh em sẽ có tổng cộng là 8GB RAM. Vì thế, việc nâng cấp RAM về lâu dài thì hoàn toàn ổn định. Còn khe ngoài này thì anh em có thể gọi là khe DIMM 2 hoặc là khe DIMM M2 cũng được. Thì nó cũng kiểu sử dụng giao thức gần giống với DDR4 ở đây. Thì anh em sẽ có thể nâng cấp ở cái khe này thôi là hai khe M2 và hai khe M2 nữa ở dưới khu vực để cho PCIe này và một khe đã ở đằng sau bo mạch chủ này, tức là tổng cộng anh em sẽ có 5 khe M2 cùng với đó là 8 cổng SATA 3. Nhưng mà tuy nhiên khi cắm nhiều các ổ cứng thì anh em cũng nên đọc bí kíp luyện công trước để tránh những hiện tượng discable ở một số cổng. Về phần cổng kết nối thì cũng nhiều, với 10 cổng USB Type-A, 2 cổng USB Type-C, 2 cổng mạng LAN, trong đó có một cổng mạng LAN 10 Gigabit, có hỗ trợ cả Wi-Fi 6, một nút BIOS và Clear CMOS để dành cho anh em nào gọi là em yêu khoa học. Khi mà chỉnh sửa vài cái xong mà bấm không lên hình thì chỉ việc bấm cái nút đó và coi như chưa hề cục chia ly. Và cổng âm thanh mạ vàng có chip xử lý âm thanh Supreme FX theo như Asus quảng cáo. Và vì đây là một trong những mẫu bo máy chủ hỗ trợ giao thức PCIe 4.0 nên có một điều chắc chắn là ở phần chipset sẽ rất nóng, nên Asus đã trang bị thêm quạt ở phần chipset để giúp cho việc tản nhiệt tốt hơn. Và ở phía trên cái chipset và quạt này có một cái tấm mình thấy có vẻ vừa giống kim loại, có khả năng là kim loại. Và ở cái phần này này, khi anh em cắm đèn vào thì chắc chắn sẽ có đèn LED RGB ở logo LG, thì có thể đồng bộ thông qua hệ thống Aura Sync ở khu vực trên này, trên chỗ cổng IO cũng có luôn. Và có một điểm rất hay ở trên mẫu bo máy chủ này, đó chính là ở phần heatsink cho VRM được trang bị thêm hai quạt nhỏ nhỏ xinh xinh một chút, thì điều này sẽ giúp cho khu vực VRM luôn mát mẻ để anh em có thể ép xung một cách hiệu quả hơn. Thì một trong những điểm ấn tượng trên mẫu bo máy chủ này đó chính là phần màn hình hiển thị OLED có kích thước 1.7 inch ở bên phên chía vùng IO. Trước khi đi thêm vào câu chuyện thì ở đây sẽ có một cái USB có logo của LG. Thì đây giống như kiểu cái USB độc quyền thôi, dành cho anh em nào mua mẫu bo máy chủ này sẽ được tặng một cái USB. Tức là nếu anh em thích cái USB này thì chỉ việc mua mẫu bo máy chủ này. Ngoài hai vật trông khá là hay ở đây thì có một điểm cũng tương đối hay nữa, đó chính là hai cổng 8 pin cấp nguồn cho CPU được Asus bọc kim loại bên ngoài. Mình cũng chưa rõ để làm gì nhưng mà trông khá là hay. Ngoài ra thì 8 khe RAM cũng sẽ đều được bọc thép ở giữa, không phải bọc thép toàn bộ đâu, chỉ có một đoạn thép ấn ngay vào giữa để tăng cường độ chắc chắn thôi. Và 4 khe X16 thì đương nhiên rồi, vẫn sẽ được bọc thép để có thể chịu được các mẫu card đồ họa siêu nạc. Và trong 4 khe này thực chất ra ấy, chỉ gọi là kích thước X16 thực chất chỉ có 3 khe X16 thôi. Còn một khe X16 sẽ theo mình nhìn ở đây sẽ là X8. Và để kết thúc video này thì mình xin cảm ơn Asus Việt Nam đã cho mượn sản phẩm để mình có thể thực hiện video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.